sáu lưỡi ghê vậy? And now, you see? You, look, it's only a jig. Look at this jig. Move. Yeah. Vì muốn làm YouTube quay phim câu cá cho mấy người xem mà hừng hừng trời mới cái 4 giờ sáng mà thức dậy sớm đi quay phim như thế này nè. Các bạn có thấy không? Siêng năng như vậy mà còn chưa có subscribe để giúp đỡ mình nữa là thôi nó không biết làm sao luôn đó. Mới cái 4 giờ sáng thôi mà hừng hừng trời rồi thức dậy đi quay phim mà đi có nguyên ngày ngoài biển quá. Chạy còn mấy chục cây số ngoài trời ngoài sông ngoài đại dương của Gulf Mexico. Biết dính được con nào hôm nay nữa. Mấy thằng hừng trời 4 giờ sáng mới đi rồi. Nhớ nha. Xem phim này nhớ subscribe giúp mình nha. Thank you. À, mỗi sáng sớm bà con xuống tàu rồi nè chưa. Anh em coi phim hôm nay nhớ subscribe cho mình nha. Mới hừng trời, mới cái 5 giờ sáng bây giờ mới xuống tới xuống bãi tàu, tàu đang xuống nè. What's up bro? Hey, hello boy. Can I go to the fishing channel? Có đem máy theo không? Chào. Đây là Mr. David Lam. Thấy chưa? Thấy mẹ đâu có mặt đen thui, có thấy. Rồi, lên tháo cái dây. We have fun today. Yeah. Diễn đồ vậy luôn đi. No. Để con ve xuống ở đây chú. Mở cái này cái chi nào. Để con ve đi đấy. Tại có gì nếu mà mình xuống đâu mình xuống đây luôn. Chứ giờ xuống đâu lại đi. Lên đổ đây hồi tụi nó chạy. Xuống lên đầu á, lên đầu đây đúng không? Hả? Lên đầu xuống đầu. Lên đầu chứ, mình lên rồi, lên đầu cái, lên rồi. Lên luôn đi. Dạ. Lớn thùng nữa là đau không? Dạ. Gãy không ông bà? Không. Gãy là hơi. Men, cái câu cái cá lôi không gãy là mình cầm gãy rồi nên được cái đó mình đổi lại men. Cái lifetime guarantee mà. Cái đó tùy cây anh ơi. Hả? Nào phần đấu cái cây của mình cây xịn không nó guarantee men. Đây. Tại cái cây của mình là Stella, nó warranty. Của anh hả? Ờ. Oh yeah yeah, that one does. Mình chưa có cái bịch gì lấy không? Cái bịch gì nữa? Bắt đầu biến cơ chạy mặt em này vô. Ok. Chị á, lấy theo á. Con đứt á. Hàng rồi không? Hàng đóng cửa ấy. Cái đem cục sạc theo ra là khỏi. À, khó tập quá cái. Cục kia hả? Cục kia. Rồi xong. Xuống rồi đó. Rồi được rồi, được rồi.
bóng đèn Đức mới mua gắn vô, gắn cái bóng đèn này nó sáng quá trời, còn bóng kia nữa thay lại. Bóng kia nó yếu hả? Bóng kia cũ. Rồi nước trôi được rồi. Yeah, bro. Rồi xong, xong xuôi. Just drive. Mẹ ông cho ông bỏ nước trôi, ông bỏ ông giọt đi mẹ. Yeah, he... Rồi, ba bắt đầu bước lên được rồi. Let's jump on everything. Bây giờ nè. Chơi ông chưa bỏ nước trôi, ông lên. Lên lên đi. Bỏ ra tàu mới. Chứ đâu. Dạ. Phá thôi. Giá chừng vàng cá sấu thì được. Bây giờ mình phải tàu bớt rồi ha. Lần thì lấy ở dưới có san hô. Yeah, we should be in a good spot. Có neo không? No. Right now hang on. Anh cho nó drip cái đi. Mấy cái chỗ đó là mấy cái chỗ ngon rồi. Cho nó drip cái qua con mình mình câu con ngon, cái chỗ nào ngon á mình mới. Yeah, có cá nè, right here. I see the fish right here. Kìa, có cá đi kìa. Có. Nó nổi lên chứ. Nè. Wow. Từ từ. Đúng con. Bây giờ mình nấu tôm mình phải thay thấy không? Đúng rồi. Mình đang ở ngoài biển của Gulf Mexico. Người đâu đâu, có bây giờ thì chỉ có trời với biển. Đang có có cái tấm thớt ở trong cái khu lò đó. Đây đã nó thớt nhớ luôn. Chú có lấy theo tấm thớt. Sợ con thớt đầy đủ theo mấy. Có cái lò nướng luôn. Nướng luôn. Không biết ăn được nhiều có lò nướng hả? Này, có lò nướng luôn. Wow, có tấm thớt quá đẹp luôn rồi. Wow. Anh em nào coi phim này tương lai nhớ subscribe channel của mình nha. Lá Đông Tà Floyd nè. Tên gì? Cái nồi tên gì? Lá Đông Tà Floyd nè. Lá Đông Tà chứ không phải là gì? Đông Tà có cái gì? Không biết đồng trong á. Thì Đông Tà tới đọc ăn không? Hả? Cái đó đồ ăn không? Đồ ăn hả? Đây. Đây lẩu.
ông ta này sống offline lên nè, để là lỡ đó ông ta offline nè. Đây có bánh nú đây nghe không? Ở có gì đó nè, là tất qua ra mấy tiền còn bánh nú vậy. Tất qua mấy tiền còn bánh nú nè. Không. Gói ở nhà. Ừ, mới gói là tối ngày hôm qua. Để à được cái đó được à. Lấy ra mồi ra tôi thả xuống đó tôi cái gì cái chưa đi. Dạ. Yeah. Chỉ có trời với biển thôi, chẳng thấy ai chưa á. Cho bắt cá đối với anh em đang muốn đi Việt Viên nữa rồi qua đây. Dạ, lấy này nè. Rồi không có Điện Viên nước nào cho đi Điện Viên nước Mỹ thôi. Cái này là nó là một cái thớt luôn á. Nhớ ổn miếng kia. Cái này đẹp. Thôi để con set up cái máy. Gắt cái chân lại đi. Dạ. Dạ rồi, đây đây không. 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 Đây, ông con có bự cái nhỏ. Cá nào nó ăn được thì dưới cái gì? Chú mày có cái lửa cho con. Đây 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 đây, anh mở cái thùng ra. Cái thùng hô box đó đi. Để tôi quay rồi. Dạ đó, dạ đó. Yeah. Đi ca. Yeah. Lúa. Good stuff. See, it's a lúa. Mở gì? Mở lúa. Ờ, lúa. Ồ, mà hết sảy rồi. Vậy này cái vàng hả? Rất mang gấp. Cái con này là được tới 10 con là nói mình. Ờ. Oh. Yeah, tại vì mình là we in fast water. Nhưng mà nuôi sống không? No, no, no. We'll check them in. Con này dư. Mới ăn rồi đó hả? Yeah. See? See? Open. Đấy, lên hàng, lên hàng, cho coi. Cho coi. Bắt cầm luôn. Cá này đang mặt nướng nè. Cầm luôn nè, lên đây nè. Khai trương. Khai trương. Ừ. Rồi. Cho nó vô thùng luôn em đâu. Tiến tới đi. Sao nó dính được mà phạt mấy cái kìa, nó cũng tiêu luôn rồi. Nên nó ốp. Nó ốp cái hữu cái kìa. Trời ơi, miếng thuyền nhỏ thôi. Đó, giặt nó theo không? Đó. Ô, giữ đây nha. Dính không anh? Dính mà miếng cái mặt là cái gì à? Anh đâu? Chưa tới rồi. Thấy rồi nào? Sắp rồi. Rồi mấy chú nó ạt ác đâu? He doesn't know how to adjust the thing. Kể tại cái máy quỷ đó nó tiếng Nhật không à? You have to adjust it. Đó, cái đỏ. Dây. Không. Cái gì? Mango. Good. Keep up. How mango? Cái red. Oh dang. Con cá này giống như con cá hồi nãy bỏ xuống vậy. Yeah. Sao mà nó nhập chung hai sợi dây lại một gì nữa? Ủa, con sợi dây. Ờ nó ăn tới nuốt vô bụng luôn rồi. Cắt cái đó. Rồi thả ra rồi, rồi vuốt rồi. Bển quay đi, bển quay vô đi. Đây. Đó, nó dướng ngay đó đó. Cái đó được không? Lon cũng kỳ quá. Đâm bụng đó. Đâm bụng cho nó ra hơi bóng thôi, nó liền xuống nó chết uổng. Tội. Rồi ra hơi đó, nghe cái xì vậy. Rồi bởi vì nhẹ thế, lắc mấy cái. Đó, sống rồi đó. Đi rồi. Mỹ nó nói cái con này ở ngoài đây giống như là dán rồi đó, nhiều cái nỗi vậy luôn á. Bơi không? Như chính phủ cứ kê cứ mà. Come on. Cắm qua. Bơi. Đã xuống cái mùi chi rớt đâu rồi đâu? Dạ, mùi chi của chú đâu rồi? Không phải là đâu. Nè. Không cho bắt hả? Mùi chi tới. Bạc á. Bạc chết luôn á. Ủa? Đúng như câu. Như câu nãy. Nếu thà dùng xuống nó chết thì thôi. Ừ.
bắt vậy nó phạt mặn nặng nó lấy ra rồi, đưa câu ra rồi. Yeah, ủa họ cắt hả? Xuống biển luôn rồi. Ờ nó đi theo cùng bò luôn rồi. Đó là cùng bò luôn rồi. Ủa gì đó, trình bình đây cái mới chạy chết á. Chết á, đánh xuống hả? Tại nó ngậm cái lưỡi câu sâu quá. Chết rồi hả? Dạ, nói trình bình chưa chịu xuống kìa. Dạ, nó đi khỏi mình chút nó xuống giờ. Chủ luôn rồi các bạn. Nó luôn là khúc mà luôn. Anh đem lại. Ô, bye. Lên khác lục mà luôn.